Cái gì? Mẹ nó, xác chết vùng dậy rồi. Chủ nhân, của một võ tôn cư nhiên là vẫn chưa chết. Chẳng lẽ thật sự là giống như lời Dương Trần nói, đây là một cái bẫy. Gia hỏa đó sau này cảm thấy là tình thế thế. Cảm thấy ta tính thế nhỉ? Chúng ta vẫn là nên mau rút lui thôi. Thánh thánh nữ, sự tình hình như là thoát khỏi sự khống chế của chúng ta rồi. Làm thế nào đây? Thủ hộ chi tâm trên tay của ta chỉ có thể gặp phải nguy hiểm đại hung mới có thể biến thành màu đỏ. Mà bây giờ đã là màu đỏ, chứng minh tình huống thập phần nguy hiểm, lý não. Đưa chúng đệ tử tản đi. Tản đi. Ta vất vả dụ các ngươi đến đây, không phải để các ngươi đến du lịch xem chơi đâu. Đều trở thành huyết khí của ta đi. Wow. Thị huyết ma hồn, huyết khí thôn phệ. Well. Ta còn chưa muốn chết đâu. Kiếp sau, ta sẽ không làm loại chuyện xuống mồ tìm bảo bối gì đó nữa. Đây đâu phải là đoạn tuyệt cơ duyên, căn bản chính là đi chịu chết. Yeah. Ta không cam tâm, ta là hoàng tử của Minh Quốc. Mẹ nó, sao lại gặp phải chuyện xui xẻo này chứ? Phải mau nghĩ cách thoát khỏi đây thôi. Nếu không, chỉ có con đường chết. Thật là mỹ vị. Cũng có mấy nhân vật lợi hại đấy. Vậy thì ăn kẻ nào trước thì tốt đây? Chúng đệ tử Liên Hỏa Cung nghe đây. Vào trong vòng bảo vệ hộ tránh nạn. Vâng. Quá tốt rồi, may mà có thanh nữ ở đây. Được cứu rồi. Muốn chết? Dám đoạt huyết thực của ta. Vậy khai đao với người trước. Không tốt rồi, thánh nữ bị tên đó chú ý tới rồi. Thánh nữ cẩn thận. Si. Có gì tốt mà nhắc. Dù sao cũng đều phải chết. Đi. Xoẹt. Hưa. Phượt. Qua đây cho ta đi. Yên tâm, đừng vùng vẫy. Rất nhanh sẽ có thể kết thúc trong đau khổ rồi. Chẳng lẽ hôm nay ta phải chết ở đây sao? Cái gì? Khổ ngại quá. Quên thu được rồi, làm các vị chấn kinh rồi. Các người chơi hết vui nhỉ? Mạng sắp mất rồi, vui cái giám ý. Triệu Nguyên Huynh, lúc này đừng nói những lời này nữa. Dương Trần công tử, thánh nghĩ là ta sắp không ổn rồi. Cầu xin ngài cứu người. Chỉ cần ngài có thể cứu được tính mạng của thánh nữ, Liên Hỏa Cung ta, điều kiện gì cũng sẽ đồng ý. Hiện giờ chỉ cần có một chút khả năng có thể cứu được thánh nữ, Lý Thanh Phong ta đều sẽ không từ bỏ. Lý não, Lý trưởng não, quỳ xuống xin Dương Trần cứu thánh nữ. Đáng chết, ta đường đường là Liên Hỏa Cung, vậy mà bị ép đến bước này. Ây à, Lý trưởng não đây là xem Dương Trần thành ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng rồi. Có điều đáng thương là Dương Trần thực ra cũng là con dê đã chết mà thôi. Dương công tử cầu xin ngài đó. Được rồi, đừng dập đầu nữa. Ta làm việc thế nào không cần người khác dạy. Cho dù Lý Thanh Phong không cầu xin ta, thân là tinh thần đại đế, ta cũng không thể đối với tính mạng vô tội từ bỏ không quan tâm. Ha ha, chỉ dựa vào ngươi thật là buồn cười. Đến để xem ngươi làm thế nào mà cứu được cô ta ra khỏi tay ta. Vậy thì ngươi phải mở to mắt ra mà nhìn. Vừa. Hừ. Thầm. Thánh nữ. Cứ đơn giản cứu như vậy sao? Dương Trần. Đơn giản thô bạo như vậy nên cứu được thánh nữ ra rồi. Trời ơi, Dương Trần vậy mà mạnh như vậy. Ta trở thành fan rồi. Ta vừa nói xong, hắn cũng chỉ là con dê chờ thịt mà thôi. Vả mặt này đau quá.
Mẹ nó, Dương Trần vậy mà cứu Mộc Linh Vận rồi. Ta đã quyết định rồi, Dương Trần chính là mục tiêu tiếp theo, theo đuổi cả đời của ta. Ngươi, ngươi là ai? Vậy mà lại dám phá chuyện tốt của ta. Ta muốn ngươi phải chết. Ngươi còn chưa xứng để biết tên của ta. Ngươi chỉ cần biết ta sẽ dùng bảo kiếm bộ chủ dùng để bồi táng này chém chết tà vật chiếm cứ thi thể hắn. Ha ha, ngươi tưởng rằng tập kích thành công một lần liền vô địch rồi sao? Thích ra mặt đúng không? Vậy thì ngươi giết ngươi trước. Phí nào nhiều quá. Xoẹt, tinh trần kiếm pháp đế phá vạn nhạc, đế phá vạn ma. Hừm, không biết sống chết. Thị huyết ma quỷ dạ xoa dáng thế. Dầm. Xoạt. Cái gì? Ta vậy mà một chiêu liền. Ngươi đi cùng với dạ xoa của ngươi đi. Xoạt. Hừ. Dầm. Rác rác rác. Mạnh quá. Một kích vừa rồi tuyệt đối qua lực công kích của võ tôn. Dương Trần này tuyệt đối là không phải người bình thường. Thắng rồi, chúng ta được cứu rồi. Thánh thánh nữ Dương Trần, một chiêu tiêu diệt tên quái vật đó rồi. Thì ra ếch ngồi đáy giếng trước giờ là chúng ta. Dương huynh, ta biết huynh mạnh, nhưng mà huynh mạnh đến mức không có thiên lý. Thương lượng một chuyện đi, huynh thu ta làm đồ đã đi. Không thể nào. Cầu xin huynh đó. Sư phụ, ta sẽ nỗ lực. Thu ta làm đồ đệ đi. Mỗi cái này đều có mã sát kê. Ý, vì ta vẫn cảm thấy hắn rất không có mặt mũi, nhưng mà hiện tại ngược lại là rất hâm mộ. Chuyện duy nhất có thể an ủi đó là những bảo vật một đường đến đây có được chắc là sẽ nhiều hơn triệu nguyên một chút rồi. Truyền thừa Bắc Ngâm Kiếm Thánh đã cho ngươi rồi, đừng phiền đến ta nữa. Bốp. Mẹ nó, hả? Ta, nếu như không nghe nhầm thì hắn nói truyền thừa Bắc Mang Kiếm Thánh. Bắc Mang Kiếm Thánh, chẳng lẽ là Bắc Mang Kiếm Thánh ạ? Kiếm Thánh năm đó tung hoành Minh Châu thập cửu vực đó. Ây, nhìn bộ dạng thì là đúng rồi. Không, tiểu tử Triệu Nguyên vậy mà có thể có được truyền thừa của Bắc Mang Kiếm Thánh. Quang Phong Tiêu Tiêu, so với hắn, chút bảo bối chúng ta lấy được đó đến một bãi cứt cũng không bằng. Ây à, nếu lúc đầu có thể nghe Dương Trần, có lẽ truyền thừa của Bắc Mang Kiếm Thánh sẽ thuộc về Ly Hỏa Cung chúng ta rồi. Không thể nào, đây là chủ huyệt của mộ võ tôn, truyền thừa chắc chắn là ở đây. Nhưng vừa rồi vẫn luôn đại chiến, truyền thừa căn bản là không có xuất hiện. Đúng đó, truyền thừa không xuất hiện, lấy đâu ra truyền thừa? Đã cho Triệu Nguyên như hắn nói, đây rõ ràng là Dương Trần đang nói đùa. Đùa, tao lại cảm thấy là Dương Trần đang uy hiếp chúng ta. Nếu như truyền thừa vừa xuất hiện, không ai được tranh thuộc về Triệu Nguyên. Nói như vậy, Triệu Nguyên không hề có được truyền thừa. Vậy thì trong lòng ta thăng bằng rồi. Nếu như lời trước nói vừa rồi của Dương Trần là cố ý nói cho mọi người nghe, muốn đưa cho Triệu Nguyên, thì cho dù là chúng ta không có tranh, có lúc truyền thừa lại chuyện này phải xem duyên phận. Vậy nên đây chính là đại biểu chúng ta vẫn còn hy vọng. Thánh nữ, đây không phải nói truyền thừa của Bắc Mang Kiếm Thánh Ly Hỏa Cung ta vẫn còn có thể có được hay sao? Không sai, nghĩ lại một chút, truyền thừa 10 phần thì có 9 phần vẫn ở. Có điều Dương Trần dù gì cũng cứu chúng ta, còn biểu đạt ý để Triệu Nguyên có được truyền thừa. Vậy nên chúng ta được chủ động tranh đoạt, tùy duyên đi. Mẹ nó, ta có được truyền thừa Bắc Mang Kiếm Thánh, cứ nhiên không có ai tin. Có thể bởi vì ngươi thực sự là quá yếu, không giống là người có thể có được truyền thừa. Hừ, tại hạ là Bắc Mang Kiếm Thánh, cảm tạ tinh thần đại. Hừ,
Gia hỏa này nói chuyện không che giấu gì cả. Chẳng lẽ muốn bại lộ thân phận của ta hay sao? Cảm ơn ngài đã trảm sát tà tụy xâm chiếm tinh thể của ta, để nó không gây họa cho nhân gian, cũng khiến cho ta thực sự là được giải thoát. Trảm yêu trừ ma, bảo vệ nhân gian, việc có đương nhiên. Không cần cảm ơn. Nhân gian nếu như có nhiều thêm những tồn tại như ngài, đó là thái bình vĩnh viễn. Tạ ơn của ngài, tại hạ không có gì để hồi báo. Chỉ còn lại viên thiên thạch viên ngoại, cả đời vẫn chưa có manh mối này, hy vọng giúp đỡ được ngài. Tinh thần thạch, nó đối với ta rất có tác dụng. Đa tạ. Nếu hấp thụ hết tinh thần được ở trong miếng tinh thần thạch này, ta ít nhất cũng có thể đột phá đến võ tôn cảnh. Không từng nghĩ lần này đến mộ võ tôn lại thật sự là có thu hoạch. Lần này ta thật sự là tiêu tán nơi đây. Nhưng trước khi tạm biệt, ta giao phó hai câu đi. Triệu Nguyên, nếu như ngươi đã lấy được truyền thừa, liền gọi được một tiếng đồ nhi. Có vị đó xem trọng, vi sư cũng không cần lo lắng gì nữa. Chỉ cầu ngươi ngươi cường đại nên có thể giữ vững cái tâm ban đầu, kiên trì đi theo chính đạo. Đồ nhi Triệu Nguyên, ghi nhớ sư phụ dạy bảo. Không hổ kiếp này, không hổ kiếp này. Mẹ nó, Triệu Nguyên thật sự sớm đã lấy được truyền thừa của Bắc Mang Kiếm Thánh rồi. Ây à, người ta là Bắc Mang Kiếm Thánh đã trực tiếp nói rõ rồi, còn có thể là giả hay sao? Một tia hy vọng cuối cùng cũng bị hủy rồi. Cái đó, ta muốn hỏi một chút, bây giờ đi ôm chân của Dương Trần còn kịp hay không? Được, lần này triệt để cắt đứt niệm tưởng. Ai, vạn vạn không ngờ đến, người thắng lớn nhất ở mộ của Võ Tôn này lại là Triệu Nguyên. Lúc đầu không đi ôm đùi lớn của Dương Trần, thật sự hối hận. Lý não, chuyện này đã kết thúc hoàn toàn rồi. Triệu tập đệ tử Ly Hỏa Cung về thành. Tuân mệnh. Dương Trần, nếu như có cơ hội, hy vọng có thể trở thành bạn bè thật sự của ngươi. Dương huynh, lần này huynh giúp ta nhiều như vậy, hãy cho ta cơ hội để ta tận nghĩa làm chủ. Được, nếu đã nhận Triệu Nguyên này, cũng nên đến nhà hắn xem tình hình. Thiên kiếm sơn trang. Dương huynh, đằng trước chính là thiên kiếm sơn trang của chúng ta rồi. Thiếu chủ không hay rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Trang chủ bị nhị gia khiêu chiến, sắp thua rồi. Cái gì? Hừ. Vừ. Khốn khổ, ta thua rồi. Phụ thân của Triệu Nguyên, Triệu Thiên Sơn. Vị trí của trang chủ này là của ngươi rồi. Chúc mừng nhị gia, hôm nay cuối cùng đã đoạt được vị trí trang chủ. Luận thực lực, nhị gia ngồi lên trên vị trí trang chủ mới là đúng. Triệu Thiên Sơn đó, ngồi trên vị trí trang chủ đã nhiều năm như vậy rồi, thật sự là tiện nghi cho ông ta rồi. Sau này nếu như có việc, mong trang chủ có thể chiếu cố hơn. Ta làm trang chủ, chỗ tốt đương nhiên là không thể thiếu chư vị rồi. Nhị bá Triệu Nguyên, Triệu Thiên Hải, kiếm chủng sau núi đã truyền vô số đời. Lịch đại trang chủ đều không dám động vào. Chuyện đầu tiên khi ta nên làm trang chủ chính là tuyên bố với bên ngoài, thiên kiếm sơn trang chúng ta mời các vị cao thủ khắp nơi đến thăm ngộ kiếm chủng. Thiên Hải, chuyện này không thể được. Kiếm chủng là truyền thừa của tổ thượng, sao có thể dễ dàng để người ngoài đến thăm ngộ được? Tổ thượng sớm đã quy tắc, một khi để người ngoài thăm ngộ kiếm chủng, chúng ta rất có khả năng là có nguy cơ diệt trang. Đánh rắm, thiên kiếm sơn trang chúng ta giữ thứ đồ rách đó mấy trăm năm rồi, chỉ có huynh còn coi nó là bảo vật. Nếu như có bí mật sớm đã bị phát hiện rồi, so với để đó lãng phí, không bằng mời anh hào các nơi đến thăm ngộ, chúng ta thu một ít phí. Như vậy không phải là ngày tháng của mọi người được qua tốt hơn hay sao? Nhị gia nói đúng lắm, chuyện đã qua nhiều năm như vậy rồi, cũng không thấy ai có thể thăm ngộ ra bí mật của kiếm chủng. So với thủ giữ chứ truyền thừa vô dụng này, còn không bằng dựa vào nó đổi một ít số
đổi lấy một số lợi ích thực tế. Thiên kiếm sơn trang chúng ta đã dần bị các thế lực khác vượt qua, mở ra quyền lợi thăng ngộ kiếm chủng, thu hút anh kia được các nơi đến thăm ngộ, quả thật là một con đường tái sinh. Nói không sai, ủng hộ kiếm chủng này có phải là thật sự là có bí mật hay không, chúng ta không ai rõ được. Nên nhân hiện giờ kiếm chủng này ở bên ngoài còn có một số lời đồn, nhân cơ hội này kiếm một chút tiền, đỡ cho ngày nội tẩy, chúng ta không lấy được gì hết. Khổ khổ, các ngươi hỗn xược. Đại ca, với hiện giờ đã không còn là trang chủ nữa rồi, vẫn là nghĩ xem sau này không có tu vi, mình nên sống tiếp thế nào. Cái gì? Ngươi một phế tu vi của ta? Nếu không thì sao? Chẳng lẽ còn đợi ngày nào đó huynh Đông Sơn tái khởi, đoạt về vị trí trang chủ này hay sao? Nhắc nhở huynh một câu, sau này nhìn thấy ta nhớ kêu trang chủ. Vù, đại đại ruột của ta cư nhiên lại muốn phế ta, dừng tay cho ta. Bốp, dầm. Nguyên Nhi, phụ thân là con, xin lỗi con đến muộn rồi, đã ngươi chịu khổ rồi. Không Nguyên Nhi, con không cần quan tâm ta đâu, mau đi. Đã đến rồi, đừng ai nghĩ muốn đi. Triệu Nguyên, ngươi hỗn xược ra tay với cha chủ đó là tội chết, có điều ta có thể cho ngươi một cơ hội sống, tự phế tu vi đi. Không ngờ tên Triệu Nguyên này vậy mà lại về vào lúc này, vừa hay nhân cơ hội này phế đi hai phụ tử này luôn. Cũng đỡ đi, phiền phức sau này phải truy sát Triệu Nguyên. Triệu Thiên Hải, ngươi đừng có quá đáng. Muốn phế đi người có uy hiếp với ngươi là ta đây. Muốn phế đi người có uy hiếp với ngươi là ta đây cũng bỏ đi. Nhưng mà Nguyên Nhi mới có bao nhiêu tuổi? Phụ thân, có thực được gì? Ngươi vậy mà đến nó cũng không tha. Ngươi còn là con người hay không? Đại bá, lời này của người nói không chút ngông cuồng, nói có chút không công bằng. Cái gì gọi là không tha cho Triệu Nguyên? Triệu Tuyền, con trai của Triệu Thiên Hải. Triệu Nguyên đánh đánh cha ta, theo lý nên xử chết, bây giờ chỉ bảo hắn tự phế tu vi, liền tha cho hắn một mạng, đây rõ ràng là khai ân rõ rồi. Sao đến miệng của người ngược nào lại thành bức hại Triệu Nguyên đây? Không sai, thiếu trang chủ nói có lý. Trước đó Triệu Thiên Sơn còn ở vị trí trang chủ, liền cảm thấy ông ta xử lý chuyện không công bằng rồi. Bây giờ đã không còn là trang chủ nữa, vậy mà còn dám đảo lộn thị phi, tâm thật sự là quá đen rồi. Triệu Nguyên, ngày ngươi nằm sang nằm bậy, đã một khi không trở lại rồi. Nếu muốn sống, mau chóng tự phế tu vi đi. Ngươi, các ngươi, không ngờ đến Triệu Thiên Sơn ta, đối với Thiên Kiếm Sơn Trang rất hết tâm huyết, đổ về lại là các ngươi bôi đen, phản bội. Đại ca, không ngờ ngươi cư nhiên lại ngây thơ như vậy. Triệu Nguyên, còn không tiếp nhận sự thực đi. Lại chuyện tự phế tu vi này, Triệu Nguyên ta không làm được. Không bằng nhị bá phát lòng tốt, giúp ta một tay. Triệu Nguyên đây là có ý gì? Đây là muốn khiêu chiến với nhị gia. Nếu như hắn tự phế võ công, có lẽ còn có thể giữ được mạng. Nếu như muốn khiêu chiến với nhị gia, nghe rằng sẽ bị nhị gia giết ngay tại chỗ. Hắc hắc, không ngờ đi ra ngoài một chuyến, Triệu Nguyên tiểu tử này to gan ra, dám tìm chết luôn à? Ây ô, sao thế? Đi đến mộ võ tôn một chuyến, thành võ tôn rồi, cư nhiên dám lên mặt với phụ thân của ta. Ta nói rồi, nếu như không dám thì mau cút đi, ngoan ngoãn trả lại vị trí trang chủ. Nhân lúc bây giờ ngươi còn chưa gây ra đại họa, ta giữ cho hai phụ tử các ngươi toàn thây. Ta nhổ chỉ dựa vào phế vật ngươi. Nếu như không phải là trước đây vì vào thân phận của thiếu trang chủ, ta sớm đã một trưởng phải chết ngươi rồi. Không ngờ ngươi còn có gan khiêu khích phụ thân của ta. Ngươi có bản lĩnh thì qua ải của ta trước đã. Thật con mẹ nó phiền. Soạt, được rồi, cửa này của ngươi ta đã qua rồi. Ngược, Tuyền Nhi, mẹ nó ác quá. Triệu Triệu Nguyên mãi như vậy sao? Đây là con trai Triệu Nguyên của ta sao? Thực lực của Nguyên Nhi có tiến bộ lớn như vậy, chỉ có một loại khả năng,
Đó chính là đạt được truyền thừa của mộ võ tôn. Quá tốt rồi. Cảm tạ. Thượng thương thương tiếc. Nhị bá ngại quá, không nhịn được. Thay người dạy dỗ một chút đường huynh. Để hắn hiểu được đạo lý họa từ miệng mà ra. Ây à, nhìn bộ dạng ngươi thế này, chắc là có thu hoạch được họ, được ở mộ võ tôn rồi. Như vậy cũng tốt, hôm nay trừ khử luôn hai phụ tử nhà ngươi. Thuận tiện lấy đến tay truyền thừa từ mộ võ tôn của ngươi, thật sự là mua một lời hay. Ha ha, chính là thích bộ dạng vô tri lại tự tin của ngươi. Có bản lĩnh qua đây lấy đi. Bắc mang kiếm quyết, Bắc nuôi trảm, dầm dầm dầm. Thiên địa dị tượng, đây là thủ đoạn võ tôn, đáng chết, xem nhẹ triệu nguyên này rồi. Nhìn khí tức của Nguyên Nhi, khoảng cách đến tu vi của võ tôn còn rất xa, nhưng vì thế này, rõ ràng là thủ đoạn của võ tôn, xem ra Nguyên Nhi có được kỳ ngộ không nhỏ ở mộ võ tôn rồi. Xem ra chỉ có thể toàn lực phòng ngự mà thôi, kết ấn. Đại quy pháp thuật phòng ngự, cứ nhiên làm rùa mất mà sân thiên kiếm sân trang xẹt đi. Chết đi, chết đi cho lão tử. Giác hừa dầm phục. Đây là chuyện gì vậy? Một chiêu, Triệu Nguyên chỉ dùng một chiêu liền đánh bại nhị ra rồi. Đánh bại Triệu Thiên Hải. Thì ra Triệu Nguyên không chỉ là to gan lên, càng quan trọng hơn là thực lực cũng cao lên. Nguyên Nhi vậy mà thực sự đã đánh bại Triệu Thiên Hải. Trời cao có mắt, có Nguyên Nhi thiên kiếm sơn chân ta có hy vọng tiến thêm một bước rồi. Không ngờ Triệu Nguyên này dùng truyền thừa của Bắc Mang Kiếm Thánh, còn có một hai phần thần vận. Tôi nói là tư chất không xuất chúng, như tâm trí và linh tính thì đủ, tương lai có thể có kỳ vọng. Điểm này có tiền mối có thể nói điểm trúng chỗ hiểm. Tu luyện một đường quyết định bởi giới hạn, không chỉ có tư chất mà thôi. Tiểu gia hỏa này không khiến ta thất vọng. Khô khô, ngươi đây là kiếm pháp gì? Kiếm pháp gì không quan trọng, quan trọng là các ngươi thua rồi. Bây giờ ta tuyên bố, trang chủ Thiên Kiếm Sơn Trang tiếp tục do phụ thân của ta đảm nhiệm. Nếu có kẻ nào không phục, có thể đến chiến. Ta tuân mệnh lệnh của thiếu trang chủ. Chúng ta thề chết đi theo thiếu trang chủ, nguyện bán mạng vì thiếu trang chủ. Tất cả sắp xếp của Thiên Kiếm Sơn Trang đều nghe theo mệnh lệnh của thiếu trang chủ. Đám này gió chiều nào thay chiều đó các ngươi. Lúc đầu đồng ý với ta thế nào? Các ngươi lúc đầu là tự ý lập mưu với ta, xin thề đảm bảo giúp ta làm trang chủ. Để đồ lấy mà kiếm chủng đối ngoại, lợi ích đều chia. Hiện giờ các ngươi vậy mà bội tín Triệu Thiên Hải. Chuyện đã đến bước này rồi, ta khuyên ngươi vẫn là bớt nói vài câu đi. Nói chuyện đều còn có thực lực. Ngươi hiện giờ rõ ràng không chống đỡ nổi rồi, còn nói nhiều cái gì? Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, người còn chưa nhìn rõ tình hình hay sao? Nói nhiều cuối cùng cũng chỉ có tự dứt dục mấy thôi. Ta khuyên ngươi mau chóng nhận sai với thiếu trang chủ đi, không chừng thiếu trang chủ còn có thể giữ một mạng cho ngươi. Ngươi, các ngươi, Triệu Thiên Hải, ngươi hiện giờ đã không còn là trang chủ nữa rồi, không có quyền lợi ra lệnh ở đây. Người đâu giờ hai phụ tử của hắn xuống dưới trước, xử theo tội phản tộc. Triệu Nguyên, ngươi dám? Triệu Nguyên, ngươi uy phong lắm. Ta Triệu Thiên Hải, thông qua khiêu chiến chính thức đạt được vị trí trang chủ. Chỉ cần các ngươi không thông qua khiêu chiến chính thức đánh bại ta, cho dù giết hết chi của ta, các ngươi cũng danh bất
Cho dù giết chết chi này của ta, các ngươi cũng danh bất chính ngôn bất thuận. Đáng chết, ta vậy mà còn chuyện quan trọng như vậy. Nếu như Triệu Thiên Hải, thủ tướng cũng không đồng ý tiếp nhận khiêu chiến chính thức, vậy chi này của chúng ta sẽ biến thành tội nửa đời lấy miệng rồi. Đây là quy tắc của sân trang, chúng ta không thay đổi được. Phụ thân người đừng vội, người quên vừa nhắc đến kiếm chủng rồi sao? Nếu con có thể thúc động thần bí kiếm chủng bên trong, theo quy tắc của tổ thượng, con có thể ngồi trên vị trí trang chủ của thiên kiếm sân trang. Kiếm chủng Nguyên Nhi, ta biết con ở trong mộ võ tôn có được kỳ ngộ, nhưng kiếm chủng đó hàng trăm năm nay có vô số thiên tài hậu bối triệu ra, đều không có ai có thể thúc động được. Phụ thân, con có lòng tin, khi ta bước vào thiên kiếm sân trang, ta đã có cảm ứng với kiếm chủng rồi. Thiết nghĩ tất cả đều là công của truyền thừa Bắc Mang kiếm thánh đi. Triệu Nguyên, chẳng lẽ ngươi điên rồi, còn nghĩ muốn thúc động kiếm chủng? Ha ha, Triệu Nguyên, ta thấy ngươi muốn làm trang chủ đến điên rồi. Kiếm chủng hàng trăm năm nay không ai có thể nhìn thấu ảo diệu trong đó. Ta thấy các ngươi vẫn là nên chết tâm đi. Vị trí trang chủ này các ngươi bất luận thế nào cũng không đoạt lại được đâu. Có thể thúc động kiếm chủng hay không, thử thì biết liền. Đi, đến sau núi. Có điều đại đế, tại sao ta nhìn kiếm trận này bên trong xen lẫn mấy sợi thần phận của ngài đây? Có tiền bối nhãn được tốt, kiếm trận này chắc là thoái thai từ tinh viên kiếm trận nhiều năm trước ta tạo ra. Có điều kiếm trận này đã giản hóa, có chút không thành bộ dạng rồi. Uy lực e là không bằng một phần vạn của tinh viên kiếm trận thật sự. Kiếm trận như vậy thật sự là con tuyệt thiên hạ. Đáng tiếc thiên kiếm sân trang ta lại chỉ có thể không thủ sân trang mà không thể sử dụng được nó. Quả thực đáng tiếc, cho dù chỉ nắm được một hai phần của kiếm trận, mười mấy vực minh châu này ai làm chủ còn chưa chắc. Triệu Nguyên thiếu trang chủ quả thực lợi hại, nhưng nếu nó thật sự lĩnh ngộ thần bí của kiếm trận này, ta thật sự là không tin. Nguyên Nhi, quá chấp mê kiếm trận này sẽ phản phệ nghiêm trọng đến bản thân. Nếu như không thể lĩnh ngộ thì quyết đoán mà từ bỏ đi. Cho dù vị trí trang chủ này chúng ta không cần nữa, cũng không cần phải tùy tiện hủy đi tiền đồ tu luyện của con. Phụ thân yên tâm, nếu như không thể cảm ngộ, con sẽ không cưỡng cầu đâu. Có điều con tin con có thể thành công. Cuồng vọng vô tri, nếu như ngươi đã tự tin như vậy, không bằng chúng ta cược đi. Nếu như ngươi có thể thành công, vậy thì Triệu Thiên Hải ta nhất mạch phụng nhất mạch các ngươi là chính thống, sau này không ai còn có tư tâm khác. Nhưng nếu như ngươi không thành, phụ tử hai người các ngươi hãy cút đi. Dám cược hay không? Triệu Thiên Hải, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách ở đây nói chuyện đặt cược với ta hay sao? Ha ha, nhìn bộ dạng của các ngươi xem ra là không dám cược. Triệu Thiên Hải, ta nghĩ ngươi vẫn chưa rõ tình hình của bản thân. Cho dù ta không cược với ngươi, nhất mạch của ngươi cũng thuộc về ta, hiểu chưa? Ngươi ngu ngốc. Cảm ứng càng mạnh mẽ hơn rồi. Có hy vọng kiếm trận bị phong ấn mấy trăm năm nay có lẽ sẽ do Triệu Nguyên phát dương quang đại trong tay ta rồi. Bắc Mang kiếm quyết, kiếm ý cảm ứng. Xem ra khá khó khi thế. Các ngươi nói thiếu trang chủ có thể thành công hay không, hay quan tâm hắn thành công hay không? Thực ra nắm giữ thiên kiếm sân trang nhất định là hai phụ tử Triệu Nguyên rồi. Chúng ta chọn đúng đội để đứng là được rồi. Cũng đừng nói rõ ràng như vậy mà. Tuy không biết là có thể thành công hay không, nhưng thế nào cũng phải giả vờ mong đợi một chút chứ. Đại đế, ngài cảm thấy Triệu Nguyên có hy vọng thúc động kiếm trận này hay không? Nếu như Triệu Nguyên chỉ dựa vào truyền thừa của Bắc Mang kiếm thánh mà muốn thúc động kiếm trận thì không có cơ hội nào. Cảm ngộ kiếm đạo của Bắc Mang kiếm thánh
Đối với kiếm trận này mà nói, nhiều lắm chỉ có thể dựa vào đến rìa mà thôi. Có điều, nếu hắn đã có được người thừa nhận, gặp được cơ duyên như vậy, ta sẽ không thể để hắn bỏ nữa. Rõ ràng có thể cảm ứng được lĩnh ngộ nhiều hơn một chút là được rồi, nhưng tại sao lại không thể tiến thêm một bước được đây? Quả nhiên là không ngoài dự liệu, sắp thất bại rồi. Xịt, sao nói to tiếng như vậy, không sợ bị giày vò, bị đi giày nhỏ hay sao? Đáng tiếc nguyện vọng bị hủy rồi. Ây, ta là thật sự hy vọng thiếu trang chủ có thể thành công. Đến lúc đó địa vị của chúng ta chắc chắn là được, chắc chắn nước lên thuyền cũng lên. Ha ha, không được thì không được, cứ phải đến giả vờ giả vịt, thật là mất mặt. Có điều cũng chúc mừng hai phụ tử các ngươi một câu, sau này vị trí trang chủ này của các ngươi sẽ vĩnh viễn danh bất chính ngôn bất thuận. Bốp, im cái miệng thối của ngươi này. Nguyên Nhi, nếu như không được phải dám từ bỏ, ngàn vạn đừng miễn cưỡng. Tại sao? Rõ ràng cảm ngộ thêm một chút là được rồi, tại sao lại không được? Chỉ có thể dừng lại ở đây hay sao? Không cam tâm. Đại đế, Triệu Nguyên xem ra sắp không kiên trì nổi nữa rồi, còn không ra tay sao? Loại chuyện nhỏ này chưa đến mức ta phải ra tay. Triệu Nguyên, nghịch chuyển công pháp, thu hồi kiếm ý. Cái gì? Nghịch chuyển công pháp, thu hồi kiếm ý. Không sai. Mẹ nó, thằng ngu ở đâu ra? Công pháp người chuyển, đây không phải là tìm chết hay sao? Yên tâm đi, thiếu trang chủ, không đến nỗi đến loại lời linh tinh này cũng nghe đâu. Ây da, bản lĩnh kết bạn của thiếu trang chủ không được à? Có tí năng lực nhìn người sao? Không có tí năng lực nhìn người hay sao? Xem ra sau lần này phải dựa vào kiến nghị của chúng ta nhiều. Ây da, không sai không sai. Chất nhi tốt của ta, mong người chuyển công pháp. Vì bằng hữu này của ngươi nói, thực ra là điểm quan trọng thực sự của lĩnh ngộ kiếm trận, mau làm theo hắn nói đi. Nguyên Nhi đương nhiên là sẽ không ngu đến mức thật sự nghịch chuyển công pháp, nhưng vị bằng hữu này của hắn vào lúc quan trọng như vậy nói ra lời này rốt cuộc là có ý đồ gì? Sao sợ rồi? Đương nhiên không sợ, chỉ là nghĩ đến từ trước đến nay Dương huynh đã nhiều lần giúp đỡ ta, có chút hổ thẹn. Đại ơn không lòng nào nói, không lời nào nói hết. Sau này Dương huynh có gì phân phó? Triệu Nguyên ắt cũng cung ắt cúc cung tận lực, bắc mang kiếm quyết. Nghịch. Nguyên Nhi không thể. Aha, trời cao có mắt, trời cao có mắt. Vạn vạn không ngờ Triệu Nguyên ngươi vậy mà lại dùng loại cách này để trả lại vị trí trang chủ cho ta. Triệu Nguyên là Triệu Nguyên, ngươi thật sự là chất nhi tốt của ta. Thiếu trang chủ điên rồi, hắn thật sự là người chuyển công pháp rồi. Xong rồi xong rồi, bình thường người chuyển công pháp đều muốn nửa mạng người, bây giờ người chuyển vào thời khắc quan trọng cảm ngộ kiếm trận này, không chết thì cũng trọng thương. Mẹ ơi, đây con mẹ nó là thế đạo gì? Sao người này người kia đều vội xuống địa ngục như vậy? Well, à đau quá, ta sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Phượt, Nguyên Nhi, quá tốt rồi, như vậy Triệu Nguyên nửa phế, Thiên Kiếm Sơn Trang không ai còn là đối thủ của ta nữa. Tiếp theo chỉ cần tìm chuẩn thời cơ, ta nên có thể quyền thổ trọng lai. Được, lần này không phá nặng, không phá mặt, không lật thuyền. Tất cả xảy ra đều trong dự liệu. Ây à, cần gì đây? Cả ngộ không thành, lại không mất gì. Làm như vậy trực tiếp lôi bản thân vào rồi. Chuyện này nói cho chúng ta một đạo lý, bằng hữu không thể là kết giao bừa, lời không thể nào nói lung tung. Nguyên Nhi, con sao rồi? Thành rồi, ha ha, phụ thân, con thành rồi. Cảm ngộ thành công kiếm trận rồi, con có thể thúc động nó rồi. Vi phụ tin con thành công rồi, con đừng kích động. Vốn cho rằng Nguyên Nhi gặp được cơ duyên sẽ thành đại sự, không ngờ vậy mà bị hủy ở đây, người cũng điên rồi. Nếu đã thành rồi, vậy chúng ta quay về trị thương đi. Phụ thân, người đây rõ ràng là đang qua quýt cho con. Con vẫn là trực tiếp chứng minh cho mọi người đi. Kiếm khởi. Vừ, Vita cảm ngộ thành công,
Nhưng thật sự là thúc động nên vẫn cần một chút thời gian. Lần này thiếu trang chủ chắc chắn là thật sự điên rồi. Đáng tiếc, vốn dĩ tiền đồ vô lượng, nhưng lại cư nhiên miễn cưỡng. Thật là không ai nói rõ. Thật là bi ai nói không hết. Ê, nhìn tình thế này là không tốt, chúng ta lại phải đổi trang chủ rồi. Cũng không biết là thật sự điên rồi, hay là cảm thấy quá mất mặt đang giả vờ điên nữa. Chuyện phát triển đến nước này, may nhờ tiểu huynh đệ ngươi. Triệu Nguyên nếu như không phải là nghe theo lời khuyên, ta đi đâu để xem một vở kịch hay như thế này. Thích xem kịch vậy vừa hay, phần đặc sắc nhất đã đến rồi. Ngươi mở to mắt mà cho xem đi. Rầm rầm rầm, thành công rồi. Boom, kiếm trận động rồi. Mẹ nó, chuyện đã đến mức này rồi còn có thể phản chuyện vả mặt. Ta thu hồi lời nói trước đó, vị trí trang chủ lần này sẽ không đổi chủ nữa, hơn nữa còn có thể lâu vô cùng. Thật sự Nguyên Nhi nói đều là thật, không, đây đều là ảo giác, đều là giả. Trên kiếm sơn trang mấy trăm năm nay không có ai có thể lĩnh ngộ nửa phần, sao Triệu Nguyên có thể? Đó tuyệt đối không phải là thật. Triệu Thiên Hải, ngươi im miệng đi. Đến lúc này rồi, cư nhiên còn càn quấy. Thật là ghê tởm. Đệ tử Trương Đại Tam, chúc mừng Triệu Nguyên trang chủ lĩnh ngộ kiếm trận, thành trang chủ tân nhiệm Thiên Kiếm Sơn Trang. Có điều nếu không có thao tác này của hắn, ta suýt quên người lĩnh ngộ kiếm trận sẽ trở thành trang chủ danh chính ngôn thuận của Thiên Kiếm Sơn Trang. Gì? Trương Đại Tam phản ứng tuyệt luôn, không hổ là đệ tử Nhất Vương vuốt mông ngựa Thiên Kiếm Sơn Trang ta. Còn ngươi ra đó làm gì? Mau quỳ xuống bái kiến đi. Bái kiến thiếu nguyên trang chủ, Triệu Nguyên trang chủ. Theo quy tắc của tổ thượng, ta hiện giờ quả thực là trang chủ của Thiên Kiếm Sơn Trang. Có điều ta hiện tại căn cơ vẫn mỏng, hành sự còn chưa chu toàn, tự hỏi không thể đảm nhiệm vị trí trang chủ này. Vì vậy vị trí trang chủ này sẽ tiếp tục do cha ta đảm nhận. Nguyên Nhi, đây vạn vạn không thể. Theo quy tắc của tổ thượng, con thúc động kiếm chủ đương nhiên chính là trang chủ của Thiên Kiếm Sơn Trang. Cả huống hồ phụ thân người không cần nói nữa, hiện tại con càng nên đem tinh lực đặt vào việc tu luyện. Người để con làm trang chủ, đây không phải là khiến con hoang phí tu luyện hay sao? Đây, Nguyên Nhi nói cũng có đạo lý. Được rồi, chuyện này cứ quyết định vậy đi. Trang chủ của Thiên Kiếm Sơn Trang sẽ tiếp tục do phụ thân của ta đảm nhiệm, thuộc hạ tuân mệnh. Ngoài ra, áp giải Triệu Thiên Hải xuống, sau này sẽ do phụ thân của ta quyết định giữ hay là đuổi bọn chúng. Những người khác cũng lui xuống đi. Đi xa rồi. Nguyên Nhi, con không sao chứ? Phụ thân mau mau mời Dương Trần Sư Huynh qua đây. Kiếm trận này con sắp khống chế không nổi rồi. Cái gì? Khống chế không nổi? Không cần lo lắng. Dương Trần công tử, đây rốt cuộc là chuyện gì? Con trai của ta sao đột nhiên lại gặp phản vệ? Vừa rồi chính là bởi vì câu nói của Dương Trần, Nguyên Nhi mới có thể thành công thúc động kiếm trận. Xem ra Dương Trần thực lực sâu không thể lường được. Kiếm trận này tích bạo liệt kiếm khí mấy trăm năm, Triệu Nguyên căn cơ còn mỏng, cưỡng chế thúc động đã rất không dễ dàng gì rồi. Dương huynh, kiếm trận này hiện tại lúc nào cũng có thể thoát khỏi khống chế. Một khi thao túng không tốt, Thiên Kiếm Sơn Trang e rằng mảnh giáp cũng không còn. Ngăn không bằng thông, dựa vào thực lực của ngươi không thể áp chế được đâu. Nhân hiện tại còn có thể miễn cưỡng khống chế, có thể thả ra ngoài Thiên Kiếm Sơn Trang, tránh thương hại đến bản thân Sơn Trang. Nhưng mà đây dù gì cũng không phải là cách phản nhất, cách vạn vô nhất nhất. Dương huynh, huynh có thể giúp ta tham ngộ kiếm trận, không biết có thể giúp ta không? Thể Triệu Nguyên, đây là bước đầu tiên ngươi trở thành cường giả. Nếu như đến chút nguy hiểm này ngươi cũng sợ hãi, vậy thì ngươi không có tư cách trở thành truyền nhân của Bắc Băng Kiếm Thánh. Dương công tử nói có lý, muốn trở thành đại sư thì phải quyết đoán, cho dù mạo hiểm cũng phải thử mới được. Được,
ta sẽ cố hết sức tránh kim khí nó ra làm hại người. Kiếm khải tản xẹt, win boom. Chuyện gì vậy, kim khí sao lại bạo động rồi? Không rồi, chẳng lẽ là thiếu trang chủ thao túng kiếm chủng này xảy ra vấn đề? Chạy mau, xong rồi, kiếm khí bạo động. Kiếm trận đó quả nhiên là không phải dễ dàng khống chế như vậy. Có nhiều người bồi táng cho ta như vậy, đáng giá. Ta cảm nhận được rồi, kiếm ý bạo liệt đã không còn bao nhiêu nữa. Ta gần như có thể khống chế kiếm trận rồi. Rất tốt. Triệu Nguyên hiện giờ coi như là sắp xứng với tinh vận kiếm quyết này của ta rồi. Đây, đây là kiếm quyết bá đạo quá. Tinh vận kiếm quyết trưởng trung quy kiếm, quá lợi hại rồi. Trước kia ta chỉ miễn cưỡng có thể khống chế kiếm trận, nhưng Dương Trần truyền thụ ta kiếm quyết này, vậy mà khiến lực khống chế của ta gần như đạt đến trình độ tùy ý thao túng. Đại tử bái kiến sư phụ. Ngươi vẫn là gọi ta là Dương huynh đi, ta không nhận đồ đệ. Không, người một đường đưa ta có được kỳ ngộ, lấy được truyền thừa, bây giờ lại dạy ta kiếm quyết mạnh mẽ như vậy. Cho dù là sư phụ thân nhất thiên địa này, sợ là cũng chỉ có vậy. Vẫn mong sư phụ hãy nhận, hãy nhận thu ta làm đồ đệ. Tùy ngươi vậy. Đại đế, ngươi sẽ không thật sự là thu tiểu tử này làm đồ đệ đấy chứ? Thiên kiếm thân trang của bọn họ thủ hộ trận pháp, đột xác từ tinh vận kiếm trận này mấy trăm năm cũng là một loại duyên phận. Phần thưởng này trả trên người của Triệu Duyên đi. Mẹ, Triệu Nguyên này thật sự là dẫm phải vận cứt chó rồi, vậy mà lại có thể bái dưới môn hạ của tinh thần đại đế. Không động tĩnh nữa, kiếm trận bị khống chế rồi. Chẳng lẽ vừa rồi là thiếu chủ kiểm tra uy lực của kiếm trận? Tuy vừa rồi chỉ là lỗ hỏng một số phòng ốc, chúng ta đều không bị thương, nhưng trái tim của thiếu chủ cũng lớn quá đi. Không phải sao? Tại sao Triệu Nguyên có thể không chế kiếm trận? Ta không phục, ta không cam tâm. Âu Dương trưởng sự, Dương Trần không nhất định là có thái thượng ly hỏa kinh, không nhất định là có thái thượng ly hỏa kinh bản hạ. Cho dù có, chúng ta cũng có thể giao dịch với nhau. Tại sao cứ phải dùng thủ đoạn này ép buộc? Âu Trĩ trưởng sự ly hỏa cung, Âu Dương trường phong, trước mặt thực lực tuyệt đối, còn có giao dịch gì có thể bàn? Nhưng mà Dương Trần đó cao thâm khó dò, thủ đoạn thần quỷ khó đoán, ta trước đó ở trong mộ võ tôn đã được chứng kiến rồi, vạn nhất. Haha, Thánh nữ yên tâm, ta đã liên hệ với hoàng thất của Minh Quốc, còn có Nôi gia và Bá Vương tông. Giết chết Dương Trần dễ như trở bàn tay. Không được, chuyện này quá là mạo hiểm, ta không. Thánh nữ điện hạ, ta không phải là người đến thương nghị với cô. Ngày hôm nay ta đến chỉ là thông báo cho cô, ngày mau liên hợp với Nô gia, Bá Vương tông, hoàng thất công đánh Thiên Kiếm Sơn Trang, bắt lấy Dương Trần, bắt buộc cáo từ. Dương Trần đối với ta có ơn cứu mạng, ta phải báo chuyện này cho hắn. Đi Dương Trần, ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi. Hy vọng ngươi đừng hành động theo cảm tính, chạy giữ mạng trước. Đại đế, ta đã phối hợp với ngài bố trí đại trận hấp thụ tinh thần thạch rồi. Được, vất vả tìm bố rồi. Tiếp theo ta phải bế quan, thời gian sẽ che chở tất cả. Nếu như có chuyện gì, đợi ta ra ngoài rồi nói. Sư tôn yên tâm, khoảng thời gian này ta sẽ không để bất kỳ ai làm phiền ngài. Tốt, trong lòng ngươi có tính toán là được. Mở trận. Xuyên. Ngọc Thạch truyền âm. Thật không trùng hợp, cứ vào lúc này truyền tin tức cho sư phụ. Đi hỏa cung trưởng sư, tám loại thế lực công đánh Thiên Kiếm Sơn Trang. Sư phụ lần này mới quan vô cùng quan trọng, không biết
Một mình ta có thể ngăn cản họ hay không? 3 ngày sau, giết! Các huynh đệ, theo ta lên! Giết hết Thanh Kiếm Sơn Trang! Huynh! Thái tử Minh Quốc, Minh Lý! Không có ai sao? Chẳng đã nhận được tin tức từ trước rồi, chạy rồi! Không hay rồi! Đáng chết, cư nhiên bị mai phục rồi! Xe xe xe! Tưởng rằng mai phục trước là có thể thắng hay sao? Ngây thơ! Trực tiếp giết lên! Bọn chúng ít người, quyết chiến, ưu thế ở chúng ta. Không sai, đúng. Không tự loạn trận thế, chúng ta ưu thế rất lớn. Đừng nói gì nữa, giết. Anh à, sợ các ngươi chắc. Thề chết bảo vệ Thiên Kiếm Sơn Trang, ta chết không chịu khuất phục. Ba vị Thiên Kiếm Sơn Trang ta và các vị không thù không oán, lúc ở trong bộ võ tôn, sư tôn của ta Dương Trần thậm chí còn ra tay cứu các vị. Lấy oán báo ơn như vậy, không biết vì sao bọn ta có thể sống, đó là chúng ta may mắn. Liên quan gì đến Dương Trần? Ân oán của các ngươi ta không quan tâm. Đời đời của ta không sống đi ra khỏi mộ võ tôn, ngươi phụ trách thế nào? Triệu Nguyên, cái gọi là thất phu vô tội, Mang Ngọc có tội. Khi có người được truyền thừa, chúng ta đã là kẻ địch rồi. Có người chống lưng, đế khí chính là không bình thường. Vị trưởng sự Linh Hỏa Cung đó đâu? Để nhìn thấy sư tôn Dương Trần của ta mới xuất hiện đây sao? Nếu đã như vậy, vậy thì ta sẽ giết những tên Bạch Nhãn Lang, lấy oán báo ơn các ngươi trước. Lấy oán báo ơn? Dương Trần căn bản chỉ là đi giết tà vật đó, cũng không phải là đi cứu bọn ta. Triệu huynh vừa rồi gọi Dương Trần là sư tôn, vỗ mông ngựa cư nhiên là vỗ đến trình độ này, tại hạ bội phục không so được. Nhị đệ của ta chết thảm ở trong mộ võ tôn, gây lại tiêu dao khoái hoạt. Hiện giờ có người có Linh Hỏa Cung ở đây, còn không ra ra truyền thừa Bắc Mạc Kim Thánh ra đây. Vậy mà các ngươi không làm người, đã nguyện ý làm chỗ cho Linh Hỏa Cung, vậy thì không cần phải tồn tại nữa. Tinh thần kiếm quyết, bạo vũ lưu tinh kiếm. Hắn vừa có được truyền thừa của Bắc Ma Kiếm Thánh không bao lâu, khẳng định là hoàn toàn chưa lĩnh ngộ được hết, không cần phải sợ hãi. Hắn muốn một đánh ba, thứ không biết trời cao đất dày, cùng nên giết hắn. Xuyên Huynh, hắn chẳng lẽ đã lĩnh ngộ được truyền thừa của Bắc Ma Kiếm Thánh rồi? Tình báo của Liên Hỏa Cung nói thực lực của hắn căn bản không có bất kỳ thăng tiến nào. Đáng chết, chúng ta làm bia đỡ đạn cho Liên Hỏa Cung rồi. Hiện giờ hối hận đã muộn rồi. Nếu đã chọn làm chó cho người khác, vậy thì phải có giác ngộ bị giết. Xoẹt, đi chết hết cho ta. Không, ta không muốn chết. Ta cứ như vậy mà chết rồi sao? Trưởng sự, cứu mạng. Huynh, nếu đã biết bọn chúng là chó của Liên Hỏa Cung ta, há là ngươi muốn giết là có thể giết hay sao? Âm Dương Trưởng sự, không có từ bỏ chúng ta. Chưa chết, ta chưa chết. Đã tạ ơn cứu mạng của Trưởng sự. Một đám phế vật, nuôi xuống hết cho ta. Hừa, ha ha. Ta tưởng Liên Hỏa Cung các ngươi có bản lĩnh thế nào. Ta đánh bại 3 con chó, người đằng sau đã không nhịn được rồi. Xem ra gặp mặt không bằng nghe danh nha. Tiểu gia hỏa, ngươi quả thực là có mấy phần thực lực, có điều đối với ta mà nói cũng chỉ là con kiến hơi to, vẫn chỉ cần một ngón tay là có thể đè chết. Vậy nên đừng lãng phí khí lực phản kháng nữa, nói cho ta biết Dương Trần đang ở đâu, dưới kiếm của ta. Thắng rồi ta sẽ nói cho ngươi biết. Sư tôn đã nói không đến lúc vạn bất đắc dĩ, không thể khinh nhẫu sư tôn. Không biết tốt xấu. Nhanh quá, ta phải toàn lực đối phó. Dầm phượt.
Tiểu tử muốn sống thì ngoan ngoãn nói ra, Dương Trần ở đâu? Đáng chết, không ngờ đồ đệ của Dương Trần đã mạnh như vậy rồi. Chẳng lẽ lần này ta thật sự là đã khinh địch rồi sao? Hắc, hắc lão gia, mới bắt đầu thôi, muốn thắng ta không đơn giản như vậy đâu. Tốt tốt, để ta xem là ngươi xương sốt cứng hay là nắm đấm của ta cứng. Tinh viên kiếm trận. Xuyên. Không tốt, thiếu trang chủ đang gặp nguy hiểm. Còn thất thần làm gì, đi cứu người. Giết. Ngăn đám bọn chúng lại. Linh Hoàng Cung đã nói rồi, ai giết được càng nhiều địch sẽ được ban thưởng càng hậu hĩnh. Thời điểm nộp công đã đến rồi. Mẹ kiếp, lũ tạp chủng này không biết xấu hổ, thà chết chứ không chịu khuất phục. Lão tử cho dù có chết cũng là chết đường đường chính chính, không phải là con chó. Xẹt. Ai? Thiếu chủ, thiếu trang chủ, cố gắng chịu đựng, nhanh đi bảo hộ thiếu trang chủ. Triệu Nguyên, ta xem ngươi vẫn là đầu hàng đi. Tiếp tục như vậy, ngươi chỉ có một con đường chết. Gia gia truyền thừa có thể lưu lại cho ngươi một mạng chó. Chính các ngươi là chó, nhìn cho rằng toàn bộ người ở thế giới này đều là chó hay sao? Thiên kiếm sơn trang vĩnh viễn không đầu hàng, nguyện cùng thiếu đường chủ cùng sinh cùng tử. Hồ đồ ngu xuẩn, vậy người mang theo lòng trung thành đó của ngươi mang xuống địa ngục đi. Xuyệt. Đồ nhi của ta là người như là người như ngươi có thể đụng vào hay sao? Cái gì? Chết. Dầm. Cái gì? Dương Trần. Hắn chính là Dương Trần. Được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Ha ha, ông trời có mắt. Quả nhiên, người cuối cùng, người cười đến cuối cùng không phải là mấy con chó kia. Dương công tử uy vũ, bây giờ là đến phiên của chúng ta phản kích rồi. Sư tôn, tốt quá rồi, đồ nhi đã kiên trì đến khi người xuất quan. Ngươi cũng thật ngốc, vào thời khắc sinh tử như thế này, ngươi lên đi cầu cứu ta. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Chuyện còn lại cứ giao cho vi sư. Tốt một cái, thầy trò tình thâm, thật là khiến cho người ta muốn giết các ngươi hơn nữa. Bây giờ dù cho ngươi có chủ động giao nộp ra thái thượng, Ly Hỏa Kinh Hạ Thiên, ta cũng muốn cho ngươi tự nghiệm thấy cái gì sống không bằng chết. Nguyên lai mục tiêu của ngươi là Thái Thượng Ly Hỏa Kinh. Lúc trước ta còn nghi hoặc, tu vi của ngươi vượt xa Bắc Ma Kiếm Thánh, làm sao lại đi đánh với Thiên Kiếm Sơn Trang đâu. Một cái truyền thừa của Bắc Ma Kiếm Thánh nhỏ nhoi, không xứng để ta ra tay. Như vậy đi, cho ngươi sống không bằng chết là điều không thể nào thay đổi. Nhưng ngươi nếu như tự động đem Thái Thượng Ly Hỏa Kinh Hạ Thiên nộp lên, một lần nữa cho ta dập đầu ba cái khấu đầu, ta có thể để cho người khác của Thiên Kiếm Sơn Trang được chết một cách thống khoái. Ha ha, ngươi đúng là một người có tấm lòng lương thiện. Ngươi muốn Thái Thượng Ni Hỏa Kinh Hạ Thiên, nó ở đây này. Ây à, nhưng thật ngại quá, giờ nó không còn nữa rồi. Khốn nạn, ngươi dám hủy đi căn cơ làm nên tương lai muôn đời của Ni Hỏa Cung ta. Ta muốn chém ngươi thành vạn đoạn. Thất cục tuyệt mệnh thương. Thanh mãng hư thiên. Triệu Nguyên, lúc trước ta cho ngươi tự chính mình lĩnh ngộ lấy tinh vận kiếm quyết, kế tiếp ta sẽ hướng dẫn ngươi cách vận dụng kiếm quyết. Nhìn kỹ, ta chỉ hướng dẫn một lần. Vâng. Tinh vận kiếm quyết thức thứ nhất.
Ngưng kiếm. Cái gì? Tinh vận kiếm quyết đại tam thức. Quy khư. Không, ta là người của Linh Hỏa Cung, ngươi không thể giết ta. Boom. Đây là thức sơ sở. Đây thật sự là thức sơ sở nhất của tinh vận kiếm quyết. Sư tôn ngài chỉ dùng một chiêu cơ sở đơn giản nhất liền chém chết được hắn ta. Không cần ngạc nhiên, nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ ba thành tinh vận kiếm quyết thì chuyện này liền dễ như trở bàn tay. Trận chiến vừa xong, về sau nhớ phải hồi tưởng lại nhiều hơn để cảm ngộ. Đệ tử minh bạch. Chết, Âu Dương trưởng sự đã chết rồi. Không, không ngờ Dương Trần thực lực lại thâm hậu như thế. Làm sao bây giờ, ta không muốn chết. Triệu Nguyên, mấy tên hài này xử lý như thế nào? Chính ngươi tự mình xử lý đi. Loại người thấy nợ quân nghĩa như này, giết chết hết mới hết chuyện được. Triệu Triệu huynh, ta biết sai rồi, về sau sẽ không tái phạm nữa. Ta là bị mỡ heo làm mờ tâm trí, chỉ cần không giết ta thề ngươi về sau để cho ta làm cái gì đều được. Dương công tử, van cầu ngài để cho Triệu Nguyên đừng đừng giết ta. Ta biết là ta đáng chết, nhưng xin ngài cho ta một cơ hội sống. Bá Vương tông ta nguyện ý quy thiện, nguyện ý quy phụ thiên kiếm sơn trang. Âu Dương công tử khai ân, nô gia ta nguyện ý quy phụng. Triệu Nguyên làm chủ, hoàng thất minh quốc ta nguyện ý lấy thiên kiếm sơn trang làm vi tôn. Các ngươi chọc tới ta, tiện tình các ngươi cùng ta ở trong lăng mộ võ tôn cùng nhau mạo hiểm, ta có thể tha cho các ngươi một mạng, nhưng đụng đến sư tôn của ta đều phải chết. Triệu Nguyên chậm đã. Dạ. Thực lực của ngươi hôm nay tuy có tiểu thành, nhưng muốn tuyệt đối chinh phục được toàn bộ minh vực thì còn chưa đủ. Ta cũng sắp rời khỏi chỗ này rồi, về sau ngươi phải một mình đối phó với những thế lực khác. Vì thế, những thế lực này còn có thể cho ngươi sử dụng thì cũng không tệ đâu. Nhưng đoàn người này thấy lại quân nghĩa, không hề có chút đạo nghĩa nào. Ta lo lắng lưu lại bọn hắn một dạng một mạng là lòng dạ đàn bà, nếu cuối cùng chỉ sợ là cắn ngược một cái. Điểm này ngươi không cần phải lo lắng. Hiện giờ bọn hắn đã bị ta đánh xuống không còn nguyền rủa, tí nữa ta sẽ đem khẩu quyết giao lại cho ngươi. Ngày sau nếu như bọn hắn muốn tạo phản, ngươi chỉ cần dùng một ý niệm liền cho bọn hắn vạn kiếp bất phục. Chuyện này các ngươi cảm thấy không còn nguyền rủa của ta chỉ là đang hù dọa các ngươi hay sao? Dạ không dám. Đa tạ Dương công tử đã giơ cao đánh khẽ tha chết cho chúng ta. Về sau tất cả chúng ta đương nhiên là sẽ nghe theo thiên kiếm sơn trang như thiên nô sai đâu đánh đó. Triệu Nguyên chủ thượng yên tâm, chúng ta nguyện vì ngài mà tận cung tận tụy. Vừa rồi Lôi Long ánh mắt tránh né còn hơi do dự. Không thể lưu lại. Cái gì? Cái này về mối Lôi Long biểu lộ cũng không có gì thay đổi. Dương Trần này, đây là tùy tiện tìm cớ giết gà dọa khỉ hay sao? Không còn nguyên rủa thật là bá đạo. Nội tâm ta vừa rồi còn có điều hoài nghi, khá tốt không có biểu hiện ra ngoài. Không nghĩ tới thủ đoạn của sư tôn còn thâm sâu như vậy. Ta vừa rồi còn cảm thấy ngài ấy lòng dạ đàn bà, ta đúng là một cười mà. 3 ngày sau, chúc mừng Triệu huynh thu phục tất cả các thế lực lớn mạnh ở Minh Vực, lại để cho Thiên Kiếm Sơn Trang nhảy lên trở thành bá chủ. Thánh nữ nói đùa rồi, so với Linh Hỏa Cung, Thiên Kiếm Sơn Trang ta có là cái gì đâu. Lần trước đa tạ thánh nữ thông báo, mới giúp chúng ta không có bị đánh trở tay không kịp. Nói về gốc rễ, nguyên nhân của chuyện này thì Ni Hỏa Cung ta vẫn là phải chịu trách nhiệm. Triệu huynh không ghi hận là tốt rồi. Dương công tử, ta phải quay về tổng bộ của Ni Hỏa Cung, đến đây để nói một tiếng cáo biệt với người. Chúc một cô lương lên đường thuận buồm xuôi gió.
Đa tạ dân công tử đã chúc phúc. Ta không còn chuyện gì nữa rồi. Vậy trước tiên xin cáo từ. Trời ơi, thánh nữ biểu đạt ý tứ rất rõ nha. Chẳng lẽ sư tôn là thắng nam? Cô gái này tri ân tất báo, có tình có nghĩa khó mà có được. Đại đế, tuy đại đế sắp giáng đến, tuy đại tai sắp giáng đến, nhưng nếu thế gian này thiếu đi tình yêu của nhi tử, cứu nó có ích gì cơ chứ? Ai, Mộc cô nương, Dương công tử còn có chuyện gì sao? Sắp chia tay rồi, ta đưa tiễn cô một món quà. Đây đây nè, Thái thượng ly hỏa, kinh thiên hạ. Đừng truyền cho người khác. Dương công tử, Tinh Trần, là ngươi trả về rồi sao? Hồng sinh nữ đế, đại môn của Thiên Kiếm Sơn Trang. Sư tôn, nếu như ngài cảm thấy Thiên Kiếm Sơn Trang nhàm chán, ta có thể mang ngài đi dạo khu vực khác của Minh Vực một vòng. Ngài ở lại thêm mấy ngày nữa chứ? Ta ở đây đã khá lâu rồi, sẽ không ở lại thêm nữa. Triệu Nguyên, có một số việc ngươi hiện không tiện biết, nhưng ngươi đã là đệ tử của ta, vi sư ta trước khi đi cho ngươi một cái cảnh báo. Thế giới này lớn vô cùng, hấp dẫn vô cùng, nhưng nguy hiểm cũng trùng trùng. Ngươi mau bế quan 15 tăng lên thực lực, lấy nó làm chủ. Không phải vạn bất đắc dĩ, không nên đơn giản ra tay. Đồ nhi cẩn tuân, sư tôn dạy bảo. Được rồi, ngươi dừng ở đây đi, trở về đi. Sư tôn ngài an tâm, ta nhất định là cố gắng tu luyện gấp bội, sẽ không để cho ngài thất vọng. Đại đế, lần này chúng ta đi đâu vậy? Một hòn đảo vô tận, nếu muốn lấy đại kỳ ngộ, nó là lựa chọn đầu tiên. Nếu như may mắn, còn có thể may mắn tìm được bảo vật có lợi đối với linh hồn, như vậy cổ tiền bối có thể kiên trì thời gian càng dài hơn. Đại đế có tâm rồi, bất quá hòn đảo vô tận kia là địa bàn của thú nhân tộc, nhân loại nửa bước khó đi qua đấy. Không sao, ta có một chi thuật chuyển hóa, có thể được khí tức huyết mạch, đến lúc đó ta có thể biến thành thú nhân là được. Dù là đế cảnh, trừ phi là kẻ mạnh nhất ở trong đế cảnh, nếu không làm sao có thể nhìn thấu ta. 3 ngày sau, ngoại vực hoàn đảo vô tận, nhân ngư thôn. Đại đế, cái này chính là ngài nói đồ đằng chi lực nguyên địa. Đồ đằng chi lực tản mạn ở đây, mặc dù rất ít, nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Vị trí ở đây sao lại xa xôi đến mức này, vẫn nên đi xem thử rồi nói. Ta đi. Trong rõ ràng đến người ngoài, đây là thân thích hay là bạn bè của ai đây? Hiện tại thấy tình huống này còn dám tới, lá gan cũng lớn lắm. Vị tiểu huynh đệ này, ta là thôn trưởng ở đây, ngươi tới nhân ngư thôn tìm người thân bằng hữu hay sao? Hay vẫn có những chuyện khác? Thôn trưởng của nhân ngư thôn, Mặc Giả. Chào thôn trưởng đại nhân, tiểu tử Dương Trần cũng không phải là đi tìm người thân hay nào bằng hữu, mà là đang đến bên ngoài du lịch nhiều ngày, nhìn thấy thôn xóm, vì vậy muốn tới đây tá túc tu chuyển 2 ngày. Thì ra là thế, bất quá phải làm tiểu huynh đệ thất vọng rồi. Xuất phát từ an toàn cân nhắc cùng tình huống của thôn chúng ta bây giờ, ngươi không thể ngủ lại ở chỗ này. Vẫn là thừa dịp sắc trời còn sớm đi, đi tới những thôn khác dừng chân đi. Thôn trưởng không ổn rồi, đại hỏa này phát bệnh rồi. A Cường. Cái gì? Lại là bạo phát tập thể à? Đúng vậy, bạo phát tập thể. Hơn nữa lần này thuốc giảm đau đã hết tác dụng rồi. Hai đi thôi, qua đó xem sao. Gặp phải bệnh nạ khó chữa à? Có liên quan tới đồ đằng chi được không nhỉ? Qua đó xem. Đại đường thôn, thôn nhân ngư. Thôi giết ta đi.
Đau quá, thật sự là không chịu được nữa. Để ta chết đi, sống thế này, thà chết đi còn hơn. Thôn trưởng, cách gì cũng dùng rồi, không thể ngừng hóa cá. Được, ta biết rồi. Nếu thôn nhân ngư cứ tiếp tục như thế vậy, thì cả thôn sẽ tuyệt chủng mất. Không thể như vậy được, dù có phạm tổ huấn thì cũng phải giải phong ấn, giải phong ấn trụ đồ đằng kia. A Cường triệu tập tam đại trưởng lão trong tộc, ta muốn khởi động đồ đằng đại trận. Cái gì khởi động đồ đằng đại trận? Chẳng lẽ nào cho rằng những người này bị dính lời nguyền của thiên đạo? Đến cả trọng cảnh pháp sư cũng bó tay với căn bệnh này. Ngoài lời nguyền của thiên đạo ra, ta không thể nghĩ ra khả năng nào khác. Nếu đúng là lời nguyền của thiên đạo thì chỉ có đồ đằng đại trận mới cứu được họ thôi. Nhưng tự ý khởi động đại trận thì dễ bị các thế lực nhòm ngó. Tới lúc đó, những điều các ngươi nói chẳng lẽ ta không biết? Nhưng người trong tôn chúng ta cứ lần lượt ngã xuống. Khởi động đại trận, chúng ta có thể sẽ gặp nạn diệt tộc. Nhưng nếu như không khởi động thì chúng ta sẽ phải đối mặt với nạn diệt tộc ngay lập tức. Nhưng như cái gì? Giờ là lúc cả tộc chúng ta đối mặt với nguy hiểm. Mau đi sắp xếp đi. Được. Ha ha, 3 năm rồi, ta tốn nhiều tinh lực như vậy, cuối cùng lão già này cũng không chịu đựng được áp lực nữa, phải khởi động đồ đằng đại trận rồi. Mình phải mau nói tin tức này cho người của La Sâm Đường. Đồ đằng chi lực, không ngờ ta lại đụng phải truyền thừa của cổ quái như vậy. Đại đế, nghe nói đồ đằng chi lực này có thể mượn vật thế trợ, mượn vận thế của trời đất. Người cũng thấy hứng thú với thứ này hay sao? Chúng ta muốn tới bên trong đảo nhỏ vô tận. Trên đường đi gặp phải vô tận những hung thú hiểm dị thường. Nhưng nếu như có sự giúp đỡ của đồ đằng đại trận thì có thể khiến ta bớt chút sức lực. Vậy chúng ta mau đi lấy thôi. Không vội. Đám thôn dân bị hóa cá này là do có người hạ nhân ngư tán. Mục đích là muốn ép trưởng tộc giải phóng đồ đằng chi lực để cứu người. Giờ chúng ta đi lấy. Vậy khác gì cường hào không để tâm đến tính mạng của bọn họ. Nhưng nếu như đã đến khi người đứng ra cứu người, đã đến khi người đứng sau ra cướp, chúng ta ra tay tương trợ. Với những thôn dân này, chúng ta chính là ân nhân. Quả nhiên đại đế xảo quyệt à, tính toán thâm nho. Thì thật cũng không phải như là ngươi nói. Cái trận đồ này là tinh thần đồ đằng của Ngư Thông truyền thừa tinh phách, cưỡng ép lấy, trái với thiên đạo. Chờ ta giúp họ vượt qua cơn nguy cơ lần này, cam tâm tình nguyện cho ta mượn, như vậy mới có thể phát huy tối đa lực lượng của trận đồ. Đồ đằng nhân ngư bảo vệ tộc đàn của ta. Đồ đằng chi lực tán. Đau đau quá, nóng quá. Chuyện gì thế này, đồ đằng chi lực giống như là không có tác dụng. Chẳng lẽ đồ đằng chi lực cũng không cứu được bọn họ? Hắc hắc, tất nhiên là không cứu được rồi. Đây chính là nhân ngư tán mà xâm ra đường cho ta. Đó cũng chính là độc dược mà thôi, cũng không phải là thiên đạo nguyền rủa gì cả. Đồ đằng chi lực đương nhiên là không có tác dụng gì rồi. Tính toán thời gian, người của Sâm La Đường có lẽ cũng sắp đến rồi. Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao đồ đằng chi lực cũng không thể cứu vãn được tộc nhân của ta? Ha ha, đồ đằng chi lực đương nhiên là không cứu được bọn chúng rồi. Bởi vì tộc nhân của ngươi đã trúng nhân ngư tán của bọn ta. Ấy thì chúng nhân ngư tán. Nghe đồn nhân ngư tán vô sắc vô vị, người chúng độc giống như là gặp thiên khiển, không có thuốc chữa nào. Có trách đồ đằng chi này không có tác dụng. Nguyên lai tộc nhân của ta không phải là bị nguyền rủa mà là bị chúng độc. Người người là người của Sâm La Đường.
Hắc hắc, lão sao hả? Nếu ngươi vận dụng đồ đằng chi được, thật đúng là phiền toái à. Cũng may hôm nay cuối cùng cũng có thể thành công rồi. Nguyên lai, ngươi giết hại nhiều thôn dân của chúng ta như vậy. Chính là vì nửa ta bỏ lệnh cấm phong ấn, khởi động đồ đằng đại trận, dùng cái này đạt được đồ đằng chi được. Ha ha, thông minh. Sau 3 năm, ta rốt cục đã tận mắt nhìn thấy hình dáng của đồ đằng đại trận. Xâm Na Đường, ngươi cao hứng quá rồi. Không có chìa khóa mở trận, dù ngươi có cởi bỏ được phong ấn, ngươi cũng không có cách nào. Đem đại trận là của riêng. Hắc hắc, ai nói ta không có chìa khóa? A Cường xuất hiện đi. Đại nhân, hết thảy đều làm tốt. A Cường, ngươi là người hạ nhân ngư tán xuống cho các tộc nhân. Không sai, ta chẳng những hạ độc bọn hắn, ta còn vụng trộm phục chế cái chìa khóa đồ đằng của ngươi. Không ngờ đúng không? Vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể đi theo Na Sâm đại nhân, tộc đàn chúng ta mới có thể phát triển tốt hơn. Đại nhân, đây là cái chìa khóa của ngài. Đi theo các ngươi, ta mới không có kết quả tốt. Hiện tại ta đã đi theo Sâm Na đại nhân, tương lai không có ý tứ. Ngươi không có tương lai rồi. Cút ra. Bốp. Loại này phản bội tộc đàn đi theo bên cạnh của ta, sớm muộn cũng trở thành tai họa. Nhân ngư đầu rằng, cùng ta rời đi. Đại đế, ngài bây giờ còn chưa ra tay hay sao? Không vội. Cái gì? Cái chìa khóa này sao không dùng được? Các ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi. A Cường, xảy ra chuyện gì? A Cường lại lấy ra một cái chìa khóa. Cái gì? A Cường, ngươi chỉ là một tên đại võ sư mà thôi, cùng với con chó không khác gì nhau, cũng dám để cho ta thuần phục ngươi. Ta xem ngươi là chết. Xuyệt. Não này, đường chủ. Chuyện gì thế này? Đường chủ dẫu gì cũng là một cường giả võ tông, vậy mà một chiêu cũng không đỡ nổi. Vì thế các ngươi hả? Làm sao bây giờ? Chúng ta không còn lựa chọn, đành phải thuần phục thôi. Chúng ta nguyện ý thần phục. Tôn Cường Ca nên làm đường chủ. Rất tốt. Thôn trưởng, hiện tại đến lượt ngươi lựa chọn rồi. Ta A Cường, có nhân ngư đồ đằng hộ thể, căn bản không có cách nào mà chiến thắng. Chẳng lẽ ngươi vậy mà còn do dự? Đã như thế, ngươi cũng không cần phải tồn tại nữa rồi. Dừng tay A Cường, đây chính là thôn trưởng. Xong. Xẹt. Chẳng lẽ ta phải chết rồi sao? Đồ đằng nhân ngư là một trận đồ mạnh, thế mà lại bị ngươi sử dụng như vậy, thật sự là lãng phí chân bảo. Hả? Vị tiểu ca ca này là người vào thôn hôm trước hả? Thôn trưởng không có việc gì, thật tốt quá. Công kích của đồ đằng bị chặn rồi. Là ngươi? Ngươi làm sao có thể dễ dàng chặn lại công kích đồ đằng như vậy? Chẳng lẽ hắn sử dụng bí bảo gì hay sao? Thôn trưởng đại nhân, chúng ta lại gặp mặt rồi. Tại hạ không nói nhảm nhiều. Nếu thôn trưởng đáp ứng một thỉnh cầu của ta,
Ta có thể bảo vệ ngư nhân thôn của ngài an toàn, ngài thấy sao? Yêu cầu gì? Có thể chặn lại công kích của đồ đằng. Thực lực của người này ít nhất cũng đạt tới cảnh giới võ tôn rồi. Ta muốn mượn nhân ngư đồ đằng một chút, ngày sau sẽ hoàn trả. Nếu như loài gạt chúng ta, làm sao bây giờ? À ha, nếu ta muốn cưỡng đoạt, các ngươi ai có thể ngăn cản được ta? Vậy ngài nghĩ ta cần phải lừa các ngươi hay sao? Khá lắm, nói khoác mà không biết ngượng mồm. Ồ, ngươi cho rằng có bí bảo hộ thân thì sẽ không sao chứ? Đồ đằng chi được bắn cho ta. Xuyên, đây là lần cuối cùng ta giúp các ngươi chặn công kích. Nếu không đồng ý ta liền đi. Được được, chỉ cần ngài có thể giết tên phản đồ ác cường này, nhân ngư chặn đồ liền giao cho ngài. Nói khoác mà không biết ngượng. Ta có nhân ngư trận đồ hộ thể, còn ngươi chỉ là một tên cường giả võ tôn mà cũng muốn chống cự. Chết đi. Chết. Kẻ phải chết là ngươi đó. Chết. Điều này sao có thể? Đại đấy quả nhiên là tẹo nhãn như đùa, như đuốc. Liếc mắt một cái, liền phát hiện ra A Cường là boss lớn nhất. Lã phu còn tưởng là Na Sâm, thật là hổ thẹn. Cổ tiền bối quá khen rồi. Ta chỉ là từ trên người của hắn, ngửi được hương vị của nhân ngư tán mà thôi. Nếu tiền bối không phải là trạng thái linh hồn, loại chiêu trò này rất dễ dàng phát hiện ra. Đa tạ công tử cứu mạng, đại ân đại đức. Không biết báo đáp thế nào, xin nhận cái cú đầu của tại hạ. Ông trời có mắt để ngài xuất hiện ở nơi này, bảo hộ ngư tộc chúng tôi tránh khỏi tai ương diệt tộc. Lần này ta ra tay không phải không có tư tâm, cho nên các ngươi chả không cần đối với ta như vậy. Mọi người mau đứng lên đi. Dương công tử quá khiêm nhường rồi, ngài muốn thứ gì chúng tôi sao có thể ngăn cản được chứ? Nhân ngư đồ đằng đã thu vào bên trong khối chìa khóa này, thì ngài hãy nhận đấy. Thôn trưởng yên tâm, nhân ngư đồ đằng sau này khi dùng xong ta nhất định là sẽ trả lại. Lã phu tuyệt đối là tin tưởng lời của Dương công tử nói, bất quá là không cần sốt ruột trả lại. Có lẽ không có nó sẽ không còn ai hại nhân ngư thôn chúng tôi, ngược lại có thể để cho chúng tôi một cuộc sống bình yên, không bị tính kế hãm hại. Chỉ là không ngư tán, không cần lo lắng. Shit. Dân công tử, ngài đây nè. Mặc dù không cần lo lắng, chỉ là giúp thôn dân giải độc nhân ngư tán mà thôi. Cái gì, ngài em hiểu độc ngư tán? Nhân ngư tán không phải là không có cách giải hay sao? Này, chẳng lẽ ân công thật sự là có thể giải độc nhân ngư tán? Điều này không thể tin được. Mọi người nhìn kìa, là kỳ tích. Biến trở lại, bọn họ đều biến trở lại rồi. Ô khổ, thở, ta có thể thở lại rồi. Này, đây là tay của ta. Ta có thể. Ta, cơ thể của ta, biến trở về hình người rồi. Thần tiên, ân công tuyệt đối là tiên nhân chuyển thế. Loại độc không có cách giải như nhân ngư tán. Dương công tử thế nhưng lại có thể dễ dàng giải trừ. Ngài ấy đến tột cùng là thần thánh phương nào? Cường giả chân chính. Ân công thật sự là cường giả chân chính. Dương công tử, đa tạ ngài đã cứu bọn họ trở về. Ngài là đại nhân của thôn chúng tôi, thôn trưởng không cần phải cảm tạ, chỉ là cái nhấc tay mà thôi. Bất quá tại hạ có một câu, không biết thôn trưởng có biết làm sao có được đồ đằng đại trận này hay không. Ây, ta nghe nói thành chủ của Thiên Hỏa Thành Kha Tỷ Mạc gần đây góp nhặt được không ít đồ đằng đại trận. Bất quá muốn mượn đồ đằng đại trận này từ tay của người khác, từ tay người này sợ là sẽ khó khăn. Không sao, chỉ cần hắn có, ta sẽ nghĩ bước để biện pháp để mượn đến tay. Thôn trưởng, ta quyết định sẽ rời đi ngay, đến Thiên Hỏa Thành cáo từ. Dương công tử thuận buồm xuôi gió.
Thiên Hỏa Thành. Phủ thành chủ, đứng lại, ngươi là ai? Vị tiểu ca này phiền thông báo một tiếng. Ta tìm thành chủ là có chuyện thương lượng. Thành chủ là người ngươi muốn gặp là gặp hay sao? Hừm, bộ dạng thì tồi tàn. Mắt nhét trong quần rồi à? Ủa thành chủ là nơi ngươi nói tới là tới hay sao? Muốn vào là vào à? Cút. Nếu ta cứ muốn vào đấy thì làm sao? Ngông cuồng muốn chết hả? Một lời không hợp nên muốn đả thương người. Nha, đáng đánh. Hừa, khổ khổ. Ngươi còn dám đánh trả? Hãy hung vào phủ thành chủ, tiểu tử. Ngươi chạy xong rồi hả? Một phủ thành chủ nhỏ bé làm gì có khả năng lấy mạng của Dương Trần ta? Vậy hả? Gơ dâm. Triệu Nhật Thiên. Chuyện gì đó? Hình như có người đã xâm phạm phủ thành chủ, bị Triệu Nhật Thiên tướng quân ngăn lại rồi. Tên đó xong đời rồi. Triệu Nhật Thiên tướng quân nổi tiếng là tàn nhẫn, một khi ra tay không chết thì cũng tàn phế. Triệu tướng quân là Triệu tướng quân. Triệu Nhật Thiên tướng quân vẫn là cao thủ kiếm đạo số 1 ở Thiên Hỏa Thành. Điều từ đó phải trả giá cho sự ngông cuồng của hắn rồi. Thực lực ngươi không tồi đó, có tư cách chết di kiếm của ta. Ta nhắc nhở các ngươi lần cuối, ta có chuyện muốn thương lượng với thành chủ các ngươi. Người lập tức giáng tay, phái người đi thông báo với các người thì nghe. Thì nghe này mới là sự lựa chọn tốt nhất. Ta không quan tâm mấy cái ngươi nói, ta chỉ biết nó muốn uống máu. Triệu tướng quân lại nói ra trong môn của ngài ấy rồi, ngầu quá. Nghiêm túc rồi, mỗi lần Triệu tướng quân nói ra câu này ra, ngài ấy đều sẽ sử dụng kiếm pháp mạnh nhất, Thạch Canh Nhật Thiên Kiếm. Nghe nói đến thành chủ cũng không chịu đựng được kiếm pháp này thì phải. Có phúc được xem rồi. Triệu tướng quân chỉ cần dùng một chiêu là không có đối thủ. Ta đã tưởng tượng ra tình cảnh bị giết thảm hại của tiểu tử này rồi. Nhưng tiểu tử ngông cuồng kia được chết dưới chiêu này thì cũng là đáng để tự hào rồi. Con đường kiếm đạo của Triệu Nhật Thiên ta chỉ có một chữ cung, một chữ cứng. Tiểu tử, ngươi rất may mắn, hôm nay sẽ được biết cái gì làm bất khả chiến bại. Cứng. Ngươi rất cứng à? Ta cũng tự tin về độ cứng của mình đó. Đấu một tí đi. Muốn cứng đối cứng với ta, không biết trời cao đất rộng. Xuyên. Lấy tay. Người đúng là tìm chết. Tìm chết. Ông trời ơi, mau nhìn kìa, một chiêu này vậy mà để cho thanh kiếm biến thành đen rồi. Ta từng có vinh hạnh được nhìn thấy qua Triệu tướng quân sử dụng kiếm pháp này. Khi đó hắn dùng cái chiêu biến trường kiếm thành đen này, có thể đâm xuyên qua một khối vạn niên hàn thiết cứng rắn vô cùng. Các ngươi mau nhìn xem, tiểu tử kia còn dùng tay để ngăn cản, đúng là tự tìm đường chết. Còn tưởng tên này nhiều ít có chút bổn sự, nguyên na là một thằng ngu. Aha, ngồi đợi xem hắn bị một phân thành hai đi. Cái gì? Chỉ tay của ta còn cứng hơn cả thanh kiếm của ngươi đấy. Giác. Kiếm của Triệu tướng quân bị gãy rồi. Tiểu tử kia thoạt nhìn căn bản không dùng đến được nửa điểm khí lực, thế mà lại đã kinh khủng như vậy rồi. Ta không tin, đây nhất định là đang nằm mơ. Dùng hai ngón tay liền có thể bẻ gãy thứ cứng nhất thiên hỏa thành của chúng ta. Đúng là quá hoang đường. Xong rồi, Triệu tướng quân phải thua rồi. Nhìn hắn bất quá mới mười mấy tuổi, làm sao lại mạnh như vậy? Điều này sao có thể? Ngươi đến cùng đã sử dụng thủ đoạn gì? Không có bất kỳ thủ đoạn gì cả.
Chỉ đơn giản là ta so ngươi. Chỉ đơn giản là ta so với ngươi càng cứng hơn. Phục chưa ta? Phục rồi. Phố thành chủ, chúng ta vậy mà lại nhận thua rồi. Lần này chúng ta khả năng là đắc tội với một vị nhân vật khó lường rồi. Chuyện này không ổn, ta phải mau chóng đem chuyện này mở máu lại cho thành chủ. Người này mạnh quá, chúng ta vừa lấy nhục mạ người mạnh như thế. Không có bị xem như là nhặt được một cái mạng à. Lần này có lẽ sẽ không ai ngăn cản được ta đúng không? Thành chủ điện trong đại sảnh. Thành chủ, đã xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Trong điện của thành chủ, ta hô to gọi nhỏ. Còn ra thể thống cái gì nữa, bốp. Muốn chết phải không? Thành chủ thiên hỏa thành, lợi bỉ đề. À, nô tài chính là nô tài, gặp được một chút chuyện nên vội vàng hấp tấp. Ngươi nhìn cái gì mà phải sợ, phải mà phải sợ. Ở thành chủ, có thành chủ ở đây. Chuyện ở thanh hỏa thành, còn có việc gì không thể giải quyết. Về sau nhớ kỹ, vô luận phát sinh chuyện gì đều phải hết sức bình tĩnh. Tiểu nhân đáng chết, mong thành chủ thứ tội.